Chào mừng anh chị em đã tới với Man City Homie. Đây là nơi đem tới cho anh chị em những tin tức nóng nhất, những câu chuyện thú vị, những bình luận sâu sắc xoay quanh The Citizen. Hãy đăng ký, bấm rung chuông để cùng chúng tôi bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Man City khởi kiện Premier League. Theo The Times, Man City khởi kiện Premier League vì cho rằng câu lạc bộ này bị phân biệt đối xử. Động thái này diễn ra trước khi Premier League đưa Man City ra tòa vì 115 vi phạm về tài chính. 165 trang hồ sơ được Man City chuẩn bị để tố cáo Premier League. Đội bóng này khẳng định việc có ông chủ tới từ Abu Dhabi, Saudi Arabia khiến họ phải chịu sự phân biệt đối xử và là dấu hiệu của sự bài trừ Trung Đông tại Premier League và nhiều đội bóng khác. Tờ báo Anh tiết lộ, đầu tuần tới, Man City sẽ đối diện với tòa án. Trong trường hợp xấu nhất, câu lạc bộ chủ sân Etihad đứng trước nguy cơ bị trừ điểm, tước chức vô địch, thậm chí là đánh tụt hạng. Thậm chí một số đội bóng đã và đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh được cho là cung cấp bằng chứng chống lại Man City. Ngoài ra, Man City còn yêu cầu xóa bỏ điều luật APT, giao dịch liên kết. Đây là điều luật ngăn chặn việc chủ sở hữu dùng công ty con để tài trợ cho các đội bóng họ đang nắm quyền kiểm soát. Man City cũng bỏ ra hơn 20 triệu bảng thuê các luật sư hàng đầu để đấu lại dàn luật sư của Ngoại hạng Anh. Mối quan hệ giữa Premier League và Man City đang rất căng thẳng. Thậm chí CEO của giải đấu, ông Richard Master, từ chối có mặt tại Etihad vì không muốn trao cúp vô địch cho Man City ở vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá Ngoại hạng Anh. De Bruyne có thể rời Man City. Hợp đồng của Kevin De Bruyne với nhà vô địch Premier League hết hạn vào cuối mùa giải tới và không có dấu hiệu rõ ràng về tương lai của ngôi sao 32 tuổi ở Anh. De Bruyne đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Mail Sport tiết lộ hồi tháng 2 rằng các câu lạc bộ Saudi Pro League sẵn sàng tăng cường nỗ lực để lôi kéo De Bruyne rời khỏi Premier League. Bây giờ, khi được hỏi về tiềm năng chuyển sang Trung Đông, De Bruyne, người đã kiếm được 300.000 bảng mỗi tuần tại Man City, đã thừa nhận số tiền đáng kinh ngạc có thể khiến anh rời Etihad. Tôi vẫn còn một năm trong hợp đồng, vì vậy tôi phải suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Con lớn của tôi bây giờ đã 8 tuổi và không biết gì ngoài nước Anh. Nó cũng hỏi tôi sẽ chơi cho Man City trong bao lâu. Một khi thời cơ đến, chúng tôi phải giải quyết nó theo một cách nhất định. Ở tuổi của tôi, bạn phải cởi mở với mọi thứ. Bạn đang nói về số tiền khổng lồ có thể khiến sự nghiệp của tôi kết thúc. Đôi khi bạn phải nghĩ về điều đó. Nếu tôi chơi tại Ả Rập trong 2 năm, tôi sẽ có thể kiếm được một số tiền đáng kinh ngạc. Mà trước đó tôi đã phải chơi bóng trong 15 năm, tôi thậm chí còn chưa thể đạt được số tiền đó. Guardiola chỉ cho Man City cách lại vô địch Champions League. Mùa này Man City đã dừng bước trước Real Madrid ở tứ kết sau khi bị đối thủ đánh bại trên loạt sút lưu lưu cần não. Chỉ sau một mùa giải đăng quang, mà sành đã bị biến thành cựu vương và Guardiola đã chỉ ra cách để đội bóng của ông có thêm một lần nữa bước lên đỉnh châu Âu. Chia sẻ cho báo giới, Guardiola nói: "Tôi nghĩ không riêng Man City đâu mà tất cả các câu lạc bộ khác trên thế giới nếu muốn vô địch giải đấu này, Champions League, thời điểm hiện tại, bạn cần phải đánh bại Real Madrid. Trước đây là Barcelona, nhưng giờ thì đã khác, đó là Real Madrid. Ở 3 mùa giải gần nhất tại Champions League, Man City đều đụng độ Real Madrid. Kết quả thì Man City thua 2 và thắng 1. Ở mùa 2021-2022, đội quân của Pep đã bại dưới tay của Real Madrid với tổng tỷ số 5-6 sau 2 lượt đi và về. Người hùng của Los Blancos năm ấy chính là Rodrigo với cú đúp bàn thắng vào cuối trận trước khi Karim Benzema hạ sát đại diện nước Anh trong hiệp phụ. Mùa trước thì Man City phục cận Real Madrid thành công ở lượt bán kết với chiến thắng áp đảo 5 mùa chung cuộc sau 2 lượt trận. Ở chung kết, Man City đã vượt qua Inter Milan 1-0 để mà lên ngôi vô địch. Đây là chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử Man City, đồng thời cũng là chiếc vô địch Champions League đầu tiên của Guardiola với đội bóng chủ sân Etihad. Mùa tới, khi Champions League thi đấu ở thể thức mới, Man City chắc chắn vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chiếc vô địch. Nhưng như lời Pep nói, họ cần phải đánh bại Real Madrid một lần nữa để chạm trán đối thủ này tại vòng knockout. Đây là con đường duy nhất để Man City hy vọng có thể một lần nữa mang về chiếc cúp tay vòi. Arteta vẫn còn đau đớn vì thất bại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Mikel Arteta vẫn chưa thể khép lại quãng thời gian chờ đợi chức vô địch Premier League đầu tiên
kéo dài 20 năm của Arsenal. Đội bóng thành London khép lại mùa giải vừa qua với 89 điểm. Cuộc đua vô địch kéo dài tới vòng đấu cuối cùng, nhưng Man City là những người chiến thắng với 2 điểm nhiều hơn. Điều này khiến cho Arteta cảm thấy tiếc nuối và đau đớn. Đó là một trong những mùa giải thú vị cho tới vòng đấu cuối cùng với chúng tôi cạnh tranh chiếc vô địch Premier League. Chúng ta nên tự hào với những gì đã làm được xuyên suốt mùa giải, cả Champions League lẫn Premier League. Nhưng việc không có được chiếc vô địch Premier League trong tay mang tới cảm giác thất vọng và bây giờ tôi vẫn còn đau đớn. Tôi là một người chiến thắng, tôi phải mất một thời gian để hồi phục khi chúng tôi không chạm vào giấc mơ. Chúng tôi đã xây dựng được sự tin tưởng nơi các cổ động viên, cầu thủ và câu lạc bộ nên rất muốn mang tới những khoảnh khắc vô địch cho đội. Tôi nghĩ họ xứng đáng, nhưng cũng phải chúc mừng Man City. Sau cùng thì sau 38 trận đấu, họ có nhiều hơn chúng tôi 2 điểm và họ là người chiến thắng. Tôi không có hối tiếc nào, mùa giải gần như là hoàn hảo với số điểm mà chúng tôi giành được. Chúng ta không thể so sánh giải đấu này với 5 năm trước. Khi đó những điểm số như thế này không xảy ra, đẳng cấp của giải đấu đã khác biệt. Giờ chúng tôi cần hồi phục, cố gắng mạnh mẽ hơn và cố gắng chiến đấu một lần nữa tại mùa giải tới. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé.